Chào các bạn nha, mình là Đinh Táo. Hôm nay thì mình sẽ viết một cặp câu đối để có thể trang trí vào tân xuân năm mới. Hôm nay mình sẽ viết một cặp câu đối mà thiên về treo ở ngoài cửa vào đón chào vào mùa xuân năm mới và một chữ phúc ở giữa. Thì mình sẽ viết chữ phúc trước. Chữ phúc này thì mình sẽ viết bằng bút đại tự. Đấy, bút đại tự này xuất phong là 6 phân. Đấy, và mình sử dụng là mực vàng, nhũ vàng các bạn nhé. Mình có pha dung môi bột vàng được kết hợp với nhau. Đây đều là loại mực và loại bột nguyên chất và là hàng tốt, cho nên nó sẽ có những cái màu vàng và óng. Đấy, và nó khô nhanh các bạn nhé. Thứ hai là viết cái màu mực vàng này thì nó sẽ không bị nhạt và bị lợt, cho nên là mình viết xong một cái là không cần phải đồ thêm một lớp thứ hai nữa. Đấy, các bạn nhìn màu vàng rất là đẹp và mịn đúng không? Đấy, và cái thứ hai là mình pha với nước thì mình pha ít thôi. Đấy, không cần pha nhiều các bạn nhá. Cặp câu đối ngày hôm nay mình viết đó là nhà đầm ấm gió xuân phơi phới, đấy, tiệc mừng vui sao thọ người người. Đây là bản dịch nghĩa rồi. Đấy, còn bản mà Hán Việt ấy thì mình sẽ đọc qua cho các bạn một chút. Đó là gia đình hòa dẫn xuân phong mãn, diên kỷ quang đằng thọ rượu cao. Đấy, diên kỷ ở đây nghĩa là tiệc đấy, tiệc mừng vui đấy. Quang đằng là phát sáng, tỏa sáng này. Thọ rượu cao. Vế bên tay phải là vế trước, gọi là vế sau, vế trước nhé. Thì vế trước thì là gia đình hòa dẫn xuân phong mãn này. Gia đình là chỉ về gia đình, hòa dẫn đấy, hòa khí đấy, sẽ đưa tới là xuân phong mãn, gió xuân lúc nào cũng tràn đầy ở trong nhà. Về góc độ thư pháp thì mình viết thể khải thư, và chữ dẫn ở đây thì có bộ cung này, và tiếp theo là một nét sổ. Đấy, sổ này là sổ móc, móc nhẹ thì lên trên các bạn nhé, móc ngắn thôi, không cần móc móc nhiều. Đấy, như thế là đủ móc rồi. Chữ xuân thì chúng ta sẽ viết các nét ngang phẩy mác phía bên trên và bộ nhật phía bên dưới. Chữ phong và chữ mãn phía bên dưới thì đấy thì chúng ta cứ thế mà viết vào giữa ô cho mình nhé. Thì các bạn cũng cần lưu ý một chút thì là thì khải thư này một số những cái nét móc đấy và một số những cái nét chấm thì chúng ta cố gắng là lưu ý tỉa tót làm sao cho nó đẹp và nó có những cái phần góc cạnh. Với chữ phong này thì chúng ta cũng lưu ý là những cái nét sổ phía bên trong và bộ bộ khẩu đấy, cố gắng làm sao cắt ở giữa. Vì viết bằng mực vàng cho nên là chúng ta cũng viết với một cái tốc độ chậm vừa phải thôi, không nên viết quá nhanh. Vì viết quá nhanh thì cái mực nhũ vàng ấy nó có thể nó sẽ bị nhạt và bị lợt ở phía bên trên, và nó tạo cho cái màu mực nét chữ nó lúc thì đậm lúc thì nhạt, nó không được đẹp các bạn nhé. Đấy, các bạn lưu ý cho mình. Đấy, đánh 4 nét chấm hai bên trái và phía bên tay phải. Như vậy là mình đã hoàn thành xong cái vế đầu tiên, đó là vế gia đình hòa dẫn phong xuân phong mãn, ra gọi là nhà đầm ấm gió xuân phơi phới đấy. Đây là vế phía bên tay phải các bạn nhé. Tiếp theo là vế phía bên tay trái. Vế phía bên tay trái thì chúng ta sẽ viết chữ diên kỷ quang đằng thọ rượu cao, có ý nghĩa là tiệc mừng vui sao thọ người người. Ở đây chúng ta đã thấy là chữ diên này thì mình đã viết một cái hình thái phía bên trong này, là chữ chính này đã được viết một cái cách tân đi một chút rồi, và bộ dẫn phía bên tay trái này thì mình cũng kéo dài cái phần mác ra một chút đỡ cho gọi là cái vế phía bên trên. Tiếp tới chữ kỷ cũng vậy, chữ kỷ này được viết theo lối dị thể các bạn nhé. Đáng lẽ là bên dưới là bộ đại nhưng mình viết thành ở nét gập phía bên dưới như vậy. Nét nghiêng móc kéo nhẹ từ trên xuống dưới.
Chữ quang này thì chúng ta cũng sẽ viết nét phẩy và nét sổ cong móc. Sổ cong móc này chúng ta sẽ đưa cao lên trên các bạn nhé. Đấy. Tiếp theo sau chữ quang này thì chúng ta sẽ viết tới chữ đằng. Chữ đằng là một trong những chữ Hán khá là khó viết vì nó có bộ nguyệt phía bên tay trái. Sau đó là phía bên tay phải có những nét chấm, phẩy, hai nét ngang, ngang ngắn và ngang dài phía bên trên và bên dưới. Sau đó thì phẩy mác và cuối cùng là bộ mã phía bên dưới. Bộ mã này chúng ta phải nhớ là đưa cao và đưa vào bên trong. Đấy. Đấy. Chú ý cho mình những cái đoạn nét thanh nét đậm. Thì cứ sổ thì đậm mà ngang thì là thanh nhá. Đấy, cứ ngang thanh rồi là những cái phần gập ấy, tăng được tay xuống thì nó sẽ là nét đậm. Các nét chấm chúng ta sẽ tỉa làm sao mà đừng quá to. Với chữ thọ này, đây là một bản viết dị thể. Mình thấy là trong thư pháp thì viết chữ thọ theo lối dị thể này thì được đánh giá khá là cao vì công phu lẫn hình thức dựng hình của chữ Hán khá là đẹp. Và cách viết thì nó sẽ bao gồm các nét ngang bộ khẩu. Đấy, ngang móc, rồi bên dưới là nét ngang dài nhất. Tiếp tục là sau khi dưới nét ngang này thì nó sẽ là bộ khẩu và bộ thốn ở hai bên. Cuối cùng là chữ rượu và chữ cao. Đấy. Thì về phần dịch nghĩa của cặp câu đối này thì mình đọc lại cho các bạn một lần nữa, đó là: nhà đầm ấm, gió xuân phơi phới, tiệc mừng vui, sau thọ người người. Đây là một bức hoành phi, không phải bức hoành phi mà là bức câu đối. Đấy. Hai cặp, một cặp câu đối này thì mình có thể treo ở hai bên, gọi là hai bên cửa đấy. Đấy. Sau đó thì mình sẽ dán ở trước cửa. Đấy, trước cửa nhà. Ở giữa cửa nhà đó là chữ phúc. Đấy. Phúc này có thể treo ngược cũng được mà treo xuôi cũng được. Treo ngược thì theo người Trung Quốc, theo âm tiếng Trung phát âm ấy thì là nếu mà treo ngược như vậy ấy thì ý là nói là phúc bị gọi là bị đảo rồi, phúc đảo rồi. Nhưng trong tiếng Trung ấy thì nói chữ đảo và chữ đáo, tức là tới ấy, thì nó gần như là giống giống nhau. Cho nên nếu như mà nói là phúc phúc gọi là phúc phúc ngược rồi ấy, phúc phúc đảo rồi ấy thì nó cũng gần như là phát âm nơ nớ giống là phúc đáo rồi, tức là phúc tới rồi các bạn nhé. Như vậy là mình đã hoàn thành xong cặp câu đối thứ hai là vế sau, và chúng ta sẽ cùng xem qua một lần nữa với cặp gọi là câu đối như thế này. Các bạn có thể xem phần Hán Việt để có thể thấy đối được nhé. Gia đình đối với diên kỷ, hòa dẫn đối với quang đằng, về âm bằng chắc thì rất là đầy đủ, rồi là vế đối thì rất là cân xứng.